đâu phải khỉ. Trời đất, anh ơi em đau hồi nhỏ lận anh ơi. Nhưng mà cái gốc nó vẫn còn, cũng may cho em là phước lớn mạng lớn gặp được thầy của anh á. Dạ. Bây giờ nó không kê to, hấu thuốc ăn uống bảo đảm hết bệnh liền. Kê to giùm em đi. Trời ơi. Chờ chút xíu. Khám bệnh mà mệt. Dạ mời thầy kê to. Món thứ nhất, sư phụ mãn nguyện xin lòng sư cho phụ quản miệng truyền con hữu khô cả đuôi. Khô cả đuôi chín con. Dạ. Ngày ăn ba lần. Dạ. Lần bữa quốc qua con. Trời đất ơi. Món thứ hai, dặn cửa sườn vừa mãn mãn dán của bồ trì bánh mì bò kho. Bò kho hay nồi. Dạ. Ngày ăn một lần. Dạ. Lần chơi hay nồi. Dạ. Món thứ ba, nỉ hào mà siêu cây ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ. Gà lôi. Dạ. Cái con mà nó có màu đỏ trên đầu đó. Dạ biết. Con nào nó Roberto cắt lốt thì nó không có. Gà lôi một con. Dạ. Ngày ăn một lần. Dạ. Lần nuốt nguyên con. Ông ơi, hai ông chặt vừa phải thôi nha, tôi trả nè. Nhưng mà tôi không hết bệnh nha, tôi lôi đầu hai ông lên công an cho ông biết. Làm sao không hết bệnh?